Lần thứ nhất, Bác về thăm Hưng Yên vào ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1946. Bác nói chuyện với cán bộ và nhân dân thị xã Hưng Yên, động viên phong trào đắp đê chống lụt, người căn dặn nhân dân Hưng Yên phải hết sức thương yêu nhau, đoàn kết chặt chẽ và làm việc để giúp đỡ đồng bào kháng chiến đánh Pháp và giúp đỡ đồng bào cứu đói. Lần thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 1946, sau khi kết thúc chuyến thăm theo lời mời của chính phủ Pháp, Hồ Chủ tịch về nước bằng tàu biển từ Hải Phòng đến Hà Nội bằng tàu hỏa tới ga Đình Sổ, huyện Văn Lâm, Bác đã nói chuyện với cán bộ nhân dân ra chào đón Bác. Ngày 5 tháng 1 năm 1958, Hồ Chủ tịch về thăm Hưng Yên lần thứ ba. Sau khi làm việc với các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bác đã về thăm cán bộ và nhân dân huyện Tiên Lữ khi đang làm thủy lợi, nạo vét kênh Triều Dương và dân công đào sông từ Phố Giác đến chợ Thi. Tại đây Bác can dặn, làm thủy lợi khó nhọc trong vài năm để được sung sướng muôn đời. Lần thứ tư vào ngày 3 tháng 7 năm 1958, Hồ Chủ tịch về dự và nói chuyện với Đại hội thi đua sản xuất vụ mùa giỏi tỉnh Hưng Yên. Bác đã động viên nhân dân Hưng Yên quyết tâm chống hạn. Sau khi nói chuyện với Đại hội, Bác đã về thăm xã Vạn Xuân, nay là xã Đình Sổ, huyện Văn Lâm, nơi có thành tích đào giếng lấy nước cứu lúa. Tại đây, người đã nhắc nhở cán bộ và nhân dân, toàn dân đoàn kết một lòng, đập đá thì núi vỡ, đào sông thì nước về. Lần thứ năm, vào ngày 20 tháng 9 năm 1958, Hồ Chủ tịch về thăm và kiểm tra việc chuẩn bị khởi công xây dựng công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Bác nói, công trình Bắc Hưng Hải thành công thì mỗi năm đồng bào đỡ mấy triệu công chống hạn, thu hoạch lại tăng lên. Lần thứ 6 vào ngày 16 tháng 10 năm 1958, Bác lại về thăm công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải. Bác đã đến thăm bộ phận dân công đang đào sông Đình Dù, đoạn Như Quỳnh, Chợ Đậu, huyện Văn Lâm, gồm hơn một vạn dân công của các huyện Văn Lâm, Ân Thi, Phổ Cử, thị xã Hưng Yên, Tiên Lữ. Lần thứ 7 vào ngày 25 tháng 10 năm 1958, Bác về thăm công trình đại thủy nông Bắc Hưng Hải lần thứ 3. Tại đây, người đã nói chuyện với cán bộ dân công đang làm việc tại công trường. Bác động viên mọi người hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích để công trình hoàn thành trước kế hoạch. Lần thứ 8, ngày 20 tháng 2 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công trường đại thủy nông Bắc Hưng Hải lần thứ 4. Bác đến thăm anh chị em công nhân đang làm việc ở cống Xuân Quan của huyện Văn Giang. Lần thứ 9, Bác đã dành thời gian 2 ngày 15 và 16 tháng 9 năm 1961 về thăm Hưng Yên. Với những thành tích nổi bật trong công tác làm thủy lợi, Hưng Yên lại một lần nữa vinh dự đón Bác về thăm và được Bác tặng cờ luân lưu làm thủy lợi khá nhất miền Bắc. Bác tặng hiệu. Bác tặng hiệu cho xong Bác bảo rằng thì đã làm tốt rồi thì cháu phải làm tốt hơn và về học tập quần chúng rồi làm. Đấy, lời của Bác dặn. Chúng tôi đi lên trên đó thì được nghe Bác nói chịu khó làm công tác thủy lợi, khó nhọc vài năm, khổ vài năm nhưng sung sướng muôn đời. Qua cái lời Bác dạy như thế mà thấm thía vào trong tim Bác. Thì từ đó tôi về cùng xã thành lập cái đội thủy lợi, làm cái phong trào thủy lợi để đưa cái đời sống của dân lên. Ngày 16 tháng 9 năm 1961, sau khi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nói chuyện với đồng bào, cán bộ Hưng Yên tại sân vận động thị xã Hưng Yên, buổi chiều, Bác đến thăm lớp mẫu giáo thôn Thổ Cầu, nói chuyện với nhân dân xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Bác căn dặn cán bộ và nhân dân trong xã, nghĩa dân là dân có nghĩa. Lần thứ 10 vào ngày 5 tháng 2 năm 1966, Bác về thăm đơn vị công binh đang diễn tập bắc cầu phao trên sông Hồng. Tại đây, người đã nói chuyện với dân quân trực chiến tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân đoàn kết một lòng chi viện cho miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất nước nhà. Thực hiện những lời dạy của Bác, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực phát triển toàn diện và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra. GRDP tăng 10,05%, đưa tỉnh Hưng Yên vươn lên xếp thứ 7 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 33.000 tỷ đồng, đạt 144% so với dự toán giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,86%.
6%, an ninh luôn được giữ vững, quốc phòng được bảo đảm, đời sống nhân dân, an sinh xã hội có bước tiến rõ rệt, văn hóa xã hội không ngừng phát triển.